Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 4 và bài số 5 rồi đúng không nào? Hai bài này cũng khá là dài nhưng cũng khá là hay ha. Đặc biệt là bài số 4, chúng ta tính một cách hợp lý thì ra kết quả rất là đẹp luôn. Và rất là ngắn. Các em mà không tính không hợp lý thì bài làm rất là dài. Và thậm chí là nếu mà sai suất thì nó rất là dễ bị sai. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bắt đầu từ bài số 6 nha. Những bài này thì cũng chưa nói trước được điều gì, không biết là dài ngắn như thế nào thì cứ đọc đề, tóm tắt đề, rồi thầy sẽ giải cho các em. Đối với những bài này thì thầy thường là tóm tắt cái đề bài trước rồi mình giải chi tiết các em nha. Khi nào mà có cái từ giải thì các em mình ghi chép, còn khi thầy đọc tới đâu thầy sẽ tóm tắt tới đó để các em hiểu nha. Hai đoạn ống nước có chiều dài lần lượt là 0,8m và 1,35m. Bây giờ đây thầy gọi nó là ống 1 đi, nó dài là 0,8m đây, ví dụ thế. Ống 2 dài đây là 1,35m ha. Người ta nối hai đầu ống để tạo thành một ống nước mới, nghĩa là nối ống 1 và ống 2. Nối thì chắc chắn là phải cộng lại, nối mà ha. Nghĩa là ví dụ cái ngón tay ở đây, ống đây là ống 1, đây ống 2, bây giờ nối chấp nối lại với nhau thì nó sẽ dài ra, thì chứng tỏ chúng ta thì cộng lại ha. Chiều dài của phần nối chung là 2/25m, nghĩa là khi mà cái đoạn nối á, cái đoạn nối thì cái hình chung như này này, ví dụ cái đầu ống này, cái đầu ống này thì khi nối thì cái thằng này nó sẽ lồng vô thằng này, nó sẽ lồng vô, nghĩa là nó sẽ chồng lên nhau, thì chứng tỏ là chúng ta phải cộng vô hay là trừ ra. Các em có hình dung nó được không nhỉ? Đây bây giờ thầy nói, bây giờ đây là hai cái ống nước này, đây hai cái mút Doraemon thầy này không, bây giờ để nói để như này thì không thể nói được. Và bây giờ cái đầu này chúng ta phải đúc vào đây. Đúc vào đây thì chắc chắn là nó ngắn lại hay là dài ra? Ngắn lại. Chứng tỏ chúng ta phải trừ ra cái đoạn nối chung này ra các em. Đây, phải trừ cái đoạn nối chung là 2/25m này ra. Các em hiểu nào? Hỏi đoạn ống nước mới dài bao nhiêu mét thì chứng tỏ lấy hai thằng này cộng lại và đồng thời trừ cho 2/25m ra thì nó sẽ ra được cái độ dài của cái đoạn của hai ống đã nối, trừ cái thằng chung này ra ha. Ta giải nè, bài này dễ không khó em. Độ dài đoạn ống nước mới là, như vậy ta có 0,8 cộng 1,35, ta trừ đi cho 2/25. Được nè, chúng ta tính thập phân luôn nha, ta tính thập phân luôn, lấy 0,8 cộng cho thằng này, 0,8 lấy 8 cộng 5 thầy loại 5 xuống 8 cộng cho 3 bằng 11, bước 1 ở đây là 2,15 đúng không, trừ game lấy, game tính dùm thầy ngồi nháp, lấy 2 chia 25 nha, lấy 2 chia 25 nha, nó sẽ bằng có phải là 0,08 đúng không, đúng rồi 0,08, sau đó game lấy này trừ này thì bằng là 2,07m vậy đó. Ta kết luận đây là vậy, độ dài ống nước mới là 2,07m. Vậy đó. Những cái bài có chữ lại làm lại rất là nhanh ha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài tiếp theo em nha. Bài số 7. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang bài số 7 nha. Bài số 7, thầy sẽ đọc và tóm tắt đề bài trước em nha. Một nhà máy trong tuần thứ nhất đã thực hiện là 4/15 kế hoạch của tháng. So với tháng ha, chứng tỏ một tháng là mấy tuần nè? Một tháng là sẽ có 4 tuần, đúng không? Trong tuần thứ hai thực hiện được là 7/30 kế hoạch. Trong tuần thứ ba thực hiện được là 3/10 kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch của tháng thì trong tuần cuối là tuần thứ tư đó, nhà máy phải thực hiện bao nhiêu phần kế hoạch? Như vậy nè, em hình dung như thế này nè. Ta hình dung ví dụ của vòng tròn của chúng ta đây. Đây chính là nó chiếm là một tháng. Một tháng nghĩa là cái này là chiếm là 100%. Hoàn thành 100% công việc gọi là kế hoạch ấy. Thường này 100%. 100% này nghĩa là gì? Nghĩa là người ta lấy 100 chia 100 thì khi mà hoàn thành ấy là bằng 1, nghĩa là tương ứng cái này nó đã hoàn thành này.
Khi mà bằng 1 thì nó gọi là hoàn thành. Các em hiểu nào? Đấy, thì bây giờ này, ở trong cái vòng tròn này chia làm mấy phần? Tại vì nó có 4 tuần. 1 tháng sẽ có 4 tuần. Các em hiểu là 1 tháng tương ứng sẽ là bằng 4 tuần. Tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4. Như vậy ở đây thầy chia làm 4 phần. Đó, ta hình dung như vậy. 1, 2. Đây, 1, 2, 3, 4. Ví dụ tuần 1 này, tuần 2 này, tuần 3 này, tuần 4 này. Như vậy tuần 1 của chúng ta ở đây tương ứng ở đây là bao nhiêu? 4 phần 15 kế hoạch này. Trong tuần 2 là đây là 7 phần 30 kế hoạch này. Tuần 3 chúng ta là 3 phần 10 kế hoạch. Chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải tính là tuần 4. Tính tuần này này. Để tính tuần này mà các em thấy rằng cái vòng tròn này đó, tổng của chúng ta bằng mấy? Tổng của chúng ta hết khi mà hoàn thành kế hoạch này, gọi là hoàn thành 1 tháng vòng tròn này, thì nó sẽ bằng mấy? Bằng 1. Hoàn thành 1 tháng kế hoạch là sẽ bằng 1. Chứng tỏ chúng ta sẽ lấy 3 tuần này cộng lại, nghĩa tuần 1, tuần 2, tuần 3 chúng ta cộng lại. Sau đó lấy số 1 này này, trừ cho 3 cái tuần này cộng lại là tuần thứ nhất này, cộng tuần thứ hai này và cộng tuần thứ ba. À, thì nó sẽ ra được cái, ở đây là cái số liệu của tuần thứ tư. Tuần 4 này là cái số liệu này. Các em có hiểu không nào? Đó. Cách làm ra như vậy. Như vậy thì một số bạn và quý phụ huynh chắc chắn sẽ thắc mắc. À, thưa thầy, cái số 1 này ở đâu? Thì thầy vừa mới giải thích rồi. Cái số 1 này đại diện cho hoàn thành kế hoạch trong 1 tháng. Khi hoàn thành nghĩa là nó sẽ chiếm là 100%. Mà 100% thì chúng ta lấy 100 chia 100 thì nó sẽ bằng 1. Khi số 1 này gọi là hoàn thành kế hoạch trong 1 tháng. Hiểu chưa nào? Đấy. Như vậy cái vòng tròn này đại diện là cho số 1 này. Hiểu chưa? Rồi. Bây giờ người ta giải nè. Nếu mà làm như này thì nhanh lắm. Chúng ta sẽ làm từng bước nha. Chúng ta tính tổng số phần công việc sau 3 tuần. Sau 3 tuần nhà máy đã thực hiện là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy 3 tuần, tuần 1, tuần 2, tuần 3 là cái tổng này này. Như vậy chúng ta lấy 4 phần 15 cộng 7 phần 30 cộng 3 phần 10, có đúng chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta thực hiện cái phép tính nè. Mẫu chung của chúng ta chắc chắn là bao nhiêu? Mẫu chung chắc chắn sẽ là 30. Tại vì 30 cộng chia hết cho 15 là 30 chia hết cho 10. Thì chứng tỏ ở đây chúng ta nhân 2. Ở đây nhân 2. Như vậy đây là trở thành là 8 phần 30 này. 7 phần 30 ghi lại này. Ở đây nhân cho mấy? Nhân 3 đi, nhân 3 đúng không? Ở đây trở thành là 9 phần 30 này. Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta cộng này. 8 cộng 7 là bằng 15. 15 cộng cho 9 là bằng 24 đúng không? Các em. 24 phần 30. Ở đây chúng ta chia 6, ở đây chia 6 thì bằng là 4 phần 5. Ở đây các em ghi là, đáng lẽ thầy ghi tiếp theo nhưng mà hết giấy nên thầy ghi dưới đây công việc. Đấy, tổng số phần công việc sau 3 tuần nhà máy đã thực hiện là 4 phần 5 công việc. Như vậy thì cái lượng công việc mà cái tuần cuối á, lượng công việc tuần cuối nhà máy còn thực hiện là, thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Có phải cả vòng tròn là số 1 trừ cho cái tổng này thì chúng ta lấy 1 trừ cho 4 phần 5. Ở đây mẫu 5 thì số 1 này thầy sẽ viết trở thành là 5 phần 5. Nghĩa là nó hoàn thành là 4 phần 5, thì chứng tỏ nó còn lại là 1 phần 5 công việc cho cái tuần thứ tư. Được chưa? Vậy ta có thể kết luận đây, vậy tuần cuối nhà máy cần thực hiện đó chính là 1 phần 5 công việc. Vậy thôi. Các em hiểu không? Bài này người ta giải như vậy nha. Khó không em? Cũng hơi tư duy một xíu. Nó cũng không phải là dễ, cũng không phải là quá khó. Được chưa nào? Cái dạng này, ở cái dạng mà hai bài toán về phân số thì nó cũng tương tương như thế này, nhưng mà nó cũng khá là khó.
ở cái phần là toán lớp 6, ở hai bài toán phân số ha. Ta sẽ đi sang cái bài tiếp theo các em nhá. Bài số 8 luôn. Ok. Bài số 8. Thôi cái bài 8 và bài 9 là hai cái bài này nó né né nhau em. Nó tính về cái phần trăm rồi khuyến mãi các kiểu á, thì thầy nghĩ thôi hai cái bài này thầy sẽ làm chung để cho chúng ta rút kinh nghiệm cho nó dễ nghe. Những cái dạng này nó rất là ứng dụng trong thực tế này. Khi chúng ta đi siêu thị, đi vô cửa hàng mua đồ thì chúng ta sẽ biết cách tính các em nha. Còn bài 8, bài 9, bài 10, 10, 11. Rồi ok. Thầy sẽ quay cho các em bài 8, bài 9 trong một clip, bài 10, 11 trong một clip giống như thầy đã nói nha. Ok, bye bye các em. Chúc em học tốt nha.